Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Như tôi đề video ngày hôm nay, Tiến Dũng test và sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một combo 3 thiết bị âm thanh. Đó là cặp loa Bose 701 Series 2. Đây là một mẫu loa cho âm thanh tốt nhất dòng 701 với mức giá chỉ dưới 20 triệu. Kết hợp với một chiếc âm ly đàn ông dòng Super Audio âm thanh chất lượng cao. Đó chính là đàn ông PME 1500 SE với phân khúc giá chỉ 15 triệu. Và một chiếc nguồn phát, đó là chiếc đầu giải mã DAC Fio K7BT với phân khúc giá chỉ trên 6 triệu. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe một vài đoạn nhạc, sau đó Tiến Dũng sẽ giới thiệu chi tiết về các sản phẩm này. Mọi nhu cầu mua sắm và tư vấn, quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Tiến Dũng đang sử dụng một chiếc máy tính kết nối Bluetooth đến chiếc đầu giải mã DAC Fio K7BT. Cần một bờ vai anh ơi, nhưng không còn ai lúc này để em có nơi tựa vào. Em nhớ lại những kỷ niệm mà sao trong em buồn thế. Em nghe cơn gió đang về như anh gần kề. Chúng ta sẽ chuyển qua một đoạn nhạc có tiết tấu nhanh, nhạc remix. Âm thanh của bộ này rất tốt. Chúng ta sẽ test thêm một đoạn nhạc sống từ TV Ethernet thông qua cổng quang Optical. Thề không gian dối, mười huy chương thôi. Đó là những âm thanh rất tuyệt vời của một nguồn phát chất lượng cao. Đó chính là chiếc đầu giải mã DAC Fio K7BT. Khi chúng ta đã có một chiếc âm ly tốt rồi, một cặp loa tốt rồi, thì phần nguồn phát là phần không thể thiếu. Quý vị và các bạn sẽ hình dung một chiếc đầu giải mã DAC, nó sẽ quyết định đến 30% chất lượng âm thanh trên tổng bộ dàn. Với chiếc đầu giải mã Fio K7BT, mức giá chỉ 6,5 triệu sẽ giải quyết tất cả các vấn đề về nguồn phát. Nó có thể kết nối được với TV, với điện thoại và với máy tính. Rất đa năng. Thiết bị này sẽ thay thế hoàn toàn cho những chiếc đầu đĩa, đầu 5 số truyền thống thông thường. Chúng ta có thể kết nối với Bluetooth qua điện thoại hoặc là MacBook giống như Tiến Dũng vừa kết nối. Kết nối với cổng quang thông qua TV Ethernet, kết nối với cổng USB của máy tính và kết nối đầu CD thông qua cổng đồng trục coaxial. Máy này xuất ra ở cổng RCA giống như một đầu đĩa. Ngoài ra với Fio K7BT, máy còn được trang bị tính năng Pre Amplifier. Với chiếc Pre này, chúng ta có thể làm cho âm thanh của những chiếc đầu đĩa, những chiếc đầu băng lung linh hơn khi tín hiệu của đầu đĩa, đầu băng được đi qua chiếc Pre này.
Đây là một sản phẩm rất đa năng, đa dụng và âm thanh của nó rất tốt do sử dụng đến hai chip giải mã DAC 32 bit. Máy này đạt chuẩn Hi-Res Audio và Hi-Res Audio Wireless. Chiếc Fio K7BT hiện nay Tiến Dũng đang phục vụ hàng chính hãng bản UL, tức là bản phiên bản cho thị trường Mỹ. Hàng chính hãng mới nguyên siêu nguyên hộp như thế này. Bảo hành 12 tháng, lỗi 1 đổi 1. Mức giá chỉ 6.500.000. Tiến Dũng đang có một chương trình khuyến mại đặc biệt dành riêng cho sản phẩm này, đó là một cặp dây AV ý và một dây quang. Hai món quà này trị giá 600.000. Thủ tục mua sản phẩm vô cùng đơn giản, quý vị và các bạn có thể thanh toán trước 20%. Hoặc chúng ta có thể chuyển tiền đủ một lượt. Chúng ta chuyển tiền đủ một lượt thì Tiến Dũng sẽ bao luôn phí ship. Còn đối với các anh em đặt cọc thu hộ tiền COD thì anh em sẽ tự chi trả phí ship. Phí ship của sản phẩm này đi các tỉnh khoảng 100.000. Phía dưới này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc âm ly mà chúng ta vừa nghe, đó chính là PME 1500 SE. Đây là một chiếc âm ly hàng bãi dòng Super Audio, âm thanh chất lượng cao rất đáng chơi của thương hiệu Đàn Ông. Mặt phanh nhôm màu silver, tức là màu bạc. Máy này có công suất nguồn lên đến 295W, nó vô cùng mạnh mẽ. Quý vị và các bạn thấy nó có thể chơi được cặp loa Bose 701 Series 2 một cách rất nhẹ nhàng. Chiếc này sử dụng 4 sò MOSFET công nghệ UHC, là công nghệ sò MOSFET cao cấp với hiệu suất rất cao. Một chiếc sò MOSFET nó sẽ mạnh hơn khoảng gấp 3 cho đến gấp hàng chục lần so với sò thông thường. Máy này hàng được tuyển chọn trực tiếp từ siêu thị Nhật về do các bạn hàng của Tiến Dũng đấu giá. Quý vị và các bạn có thể thấy các jack kết nối ở đây sáng choang. Ngoài ra máy cũng được trang bị chức năng Breakout. Quý vị và các bạn có thể xuất tín hiệu ra một cục đẩy công suất hoặc là xuất tín hiệu ra một loa siêu trầm. Mức giá của sản phẩm này Tiến Dũng phục vụ trong đợt hàng này chỉ 15 triệu. Tất cả bao zin, từng chi tiết nhỏ nhất và bao đúng hàng bãi xịn, bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Cấu hình nhỏ hơn một chút xin giới thiệu đến quý vị và các bạn, đó là một chiếc âm ly Đàn Ông nữa dòng Super Audio. Đây chính là Đàn Ông model PME 1500 SE. Đây là một chiếc âm ly rất được anh em chơi audio yêu thích với phân khúc giá khá bình dân, chỉ 12.500.000. Chiếc này điện 100V, công suất nguồn là 250W. Các jack kết nối còn sáng choang. Các sản phẩm của shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn thì đều được tuyển chọn kỹ lưỡng và test cẩn thận trước khi phục vụ khách hàng. Mức giá 12.500.000 cho chiếc Đàn Ông model 1500R25 mã. Với hai sản phẩm này, quý vị và các bạn có thể phối ghép với hầu đa các dòng loa trên thị trường từ bass 40cm đổ lại. Ví dụ như các dòng loa Squier, các dòng loa Pioneer, các dòng loa JBL và đặc trị các dòng loa Bose, các dòng loa B&W, tiếng rất tốt. Ngoài ra, quý vị và các bạn cũng thể phối ghép thêm vang và hoặc mixer vào đây để chúng ta có thể hát karaoke trên hai mẫu âm ly này. Tất cả Tiến Dũng sẽ bao zin, bao đúng hàng bãi Nhật xịn, bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Phía trên này là cặp loa mà chúng ta vừa nghe, đó chính là Bose 701 Series 2. 701 Series 2 là đời mới nhất của dòng 701, bao gồm 701 1 lỗ hơi, 701 2 lỗ hơi và cuối cùng là 701 Series 2. Với mẫu loa này có cấu tạo rất đặc biệt. Loa sử dụng là một bát súp nằm ở phía đằng sau, một loa mid 16, một loa chép 16 và một loa mid 16cm phía đằng sau. Đây là loa mid phía đằng sau, loa trung, lỗ thông hơi và loa súp bass 20cm. Đây là phần thông số của loa. Loa này có công suất lên đến 300W trên một thùng và công suất của cái loa súp là 260W. Tổng công suất của bộ loa này lên đến trên 800W, chính xác là 840W. Vô cùng mạnh mẽ. Cặp loa này ngoài việc nghe nhạc, quý vị và các bạn hoàn toàn có thể kết hợp thêm vang vào để hát karaoke. Âm thanh của nó rất tuyệt vời. Bose 701 hai lỗ hơi còn có hai lỗ, hai nút chỉnh loa súp ở đây. Chúng ta có thể cắt tần số và lớn nhỏ cái loa súp ở bên trong. Loa sử dụng điện 120V và công suất nguồn là 240W, rất mạnh. Đây là thùng loa phía bên đây. Cặp loa vừa về ngày hôm nay tại shop với tình trạng zin vui bạc tuyệt đẹp. Loa này có kích thước chiều ngang khoảng 25cm, chiều sâu khoảng 45cm và chiều cao của loa khoảng 1m1. Đây là kích thước ước tính khá chính xác để quý vị và các bạn có thể cân nhắc trong không gian gia đình mình.
Nhìn chung đây là một cặp loa có thể giải quyết tất cả các vấn đề âm nhạc, nghe nhạc, hát karaoke, xem phim, giải trí gia đình, đặc biệt chơi đa thể loại dòng nhạc, tiếng rất tốt. Tất cả Tiến Dũng bao zin và bao đúng hàng bãi Mỹ xịn, bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Loa này còn đầy đủ dây cáp kết nối. Loa sẽ có một dây cáp kết nối là kết nối từ loa này sang loa kia. Và dây nguồn. Tất cả các dây cáp và dây nguồn đều zin theo loa, series trùng số đúng cặp. Cặp loa này với mức giá làng thông thường trên thị trường khoảng 20 triệu cho đến 21 triệu. Video ngày hôm nay Tiến Dũng phục vụ quý vị và các bạn với mức giá rất ưu đãi, chỉ 18 triệu. Tiến Dũng sẽ bao luôn phí vận chuyển khi quý vị và các bạn thanh toán đủ tiền trước một lượt. Các hình thức đặt cọc thì anh em sẽ tự chi trả phí vận chuyển. Và xin thông báo với quý vị và các bạn, hiện nay shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn chúng tôi đang là đại lý chính thức của những chiếc đầu giải mã DAC nhạc chất lượng cao. Tất cả đều chuẩn Hi-Res Audio giải mã 32 bit hàng chính hãng. Các thương hiệu hot trend nhất trên thị trường hiện nay như là FIO, như là Tobin, như là iFi. Mức giá dao động từ khoảng 4 triệu cho đến ngoài 20 triệu một chiếc. Ví dụ như chiếc Tobin D50S này mức giá 5.200.000. Các mẫu cao cấp nhất hiện nay Tiến Dũng đang có là FIO K9 Pro ESS mức giá 21.500. Các dòng FIO K9 12. Các dòng FIO như là K5 Pro ESS mức giá chỉ trên 4 triệu. Quý vị và các bạn hãy truy cập trang web chính thức tiendungaudio.com để xem chi tiết về các sản phẩm đầu giải mã DAC cũng như là các sản phẩm audio. Như hồi ban đầu Tiến Dũng có chia sẻ với quý vị và các bạn, khi chúng ta đã có âm ly tốt rồi, xịn rồi, loa xịn rồi, thì việc quan trọng nhất trong một dàn âm thanh là chúng ta cần chuẩn bị một cái đầu giải mã DAC. Nguồn phát này sẽ giúp cho dàn âm thanh của quý vị và các bạn nâng cấp hơn, cải thiện hơn khoảng 30 cho đến 40% tùy theo giá trị và độ xịn của những chiếc DAC mà quý vị và các bạn đầu tư. Tới đây thì Tiến Dũng xin kết thúc video này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.